Em lên cho mọi người những cái mã chấp Mỹ nhá. Chấp Mỹ hôm nay giá rẻ chỉ từ 400.000 đổ lại, mà một chậu thì rất là nhiều thân. Ít nhất từ 2, 3, 4, 5, 6, 7 thân cũng có nhé. Chấp Mỹ hôm nay thì em cũng sẽ tính theo chậu thôi. Nếu mà Tết các bác mua một thân chấp Mỹ phải dao động từ 300 đến 350 một thân. Thì ngày hôm nay cũng với mức giá đấy thì các bác có thể mua được 2, 3 thân trong cùng một chậu nhé. Hàng này cũng là hàng ươm ki, em nhập theo lô và nhập được số lượng nhiều giá rẻ. Đó, em sẽ ký hiệu bằng chữ C các bác nhé. Chấp Mỹ hành chuẩn bông. Hôm trước thì em còn 3 giò như sau. Em quay cho mọi người này. Giò này là giò C5, 320.000 cùng một thân này, 2 này, 3 này, 4 này. Và đây có hai cái thân nhỏ này em không tính, gọi là tính là 6 thân đấy ạ. Giò này 320, đây là C5. Mã C7 260.000. Đấy, 260.000 được một thân, hai thân. Hai thân chấp Mỹ đang lên mầm này, có cả mầm gốc này, có cả ki trên thân này. Một cái ki chấp Mỹ nhỏ này các bác mua đã phải 60.000 rồi. Và bây giờ một chậu như vậy 260.000. Đấy, Tết giò này phải 400-500.000 đấy ạ. C7 là 260 nhá. Tiếp theo C8 á, à đây là C9 nhá. C9 330. C9 330 cũng có một thân này, hai thân này, ba thân. Gọi là ba thân đang đi ngọn. Và đây có những cái kia ở dưới này. Tính ra có 101 một thân này, 330. Đấy, 101 một thân chấp Mỹ, giá rất là rẻ. Chưa tính những cái thân là thân hoa nhưng mà nó chưa ra hoa hoặc là ra hoa rồi, có thể là cắt ra ươm kia đấy nhá. Đây C9 ạ. Em tiếp tục đi từ C11. Giò này gồm một thân chấp Mỹ rất là dài. Đấy, cái này bị xứt lá một tí. Thân dài này. Thân này phải dài đến 3 găng tay của em. 1 này, 2 này, 3 găng. Và đây có hai mầm ở dưới đang lên này. Giò này em bán 260.000. Chưa bằng Tết một thân này phải 350 này. Đây là C11. Tiếp theo C12 ạ. C12 em bán 290.000. 3 thân. 1 này, 2 này, 3 thân 290.000 nhé. C12 290. Đấy, 3 thân chấp Mỹ. Cái này là về các bác nên cho sang chậu to hơn. C13. Giò này 350. Ui giò này đẹp lắm cơ mọi người. Để cho mọi người nằm xuống nhé. 350 bình thường mua một thân. Giò này 3 thân 350 này. 1, 2, 3 thân dài. Đây, 1, 2 cái kia, 2 cái mầm, hai cái thân này đang lên kia trên thân này. 350. Giá phải rẻ bằng 1/3 giá bình thường bác mua C13. Lô lần này giá siêu rẻ. C14 300.000. Giò này thì ra là nhiều thân nhưng mà cái thân của nó thì có một số lá nó như kiểu nó bị xấu lá, sâu xiếc nó cắn ấy. Giò này 1 2 3 4. Nếu tính cả thân này là 5 thân mà 300.000 tính ra có 60.000 một thân nhá. Giò này cả bụi luôn. Em bán nguyên bụi này với giá là 300.000 nhá. C14. Giò này là nó cũng lá nó hơi xấu nên bán giảm giá trực tiếp luôn. Tính có 60.000 một thân dài. Đây C14 này. C15 340. Một thân này, hai này, ba, bốn thân này. Bốn thân. Đấy, đây có cả những cái thân già này, có cả cây lên ki trên thân này. Giò này 340, đây là C15. Mã C16 270.000. Giò này bị hư một cái đầu ngọn một thân này này. Còn đây là một cái thân đang đi ngọn này. 1 này, 2 này, 3 cái mầm gốc này đang lên nữa. Giò này 270.000. 270.000 cũng rất là nhiều thân nhá. Bị hư một thân là đáng nghĩa là hai thân ấy, nhưng mà thân này cắt đi, cắt cái đầu ngọn đi bôi keo lại sẹo vẫn được. C17 400 nhá. Giò này 400.000. Giò này rất là nhiều, một thân này, hai thân này, ba thân này, 4 này, 5 thân, tính ra là 5 thân. Cả 4 thân đi ngọn và một thân thắt ngọn đang lên kia ở trên thân này. Đấy. Giò này em bán là 400.000, tính ra có 80.000 một thân. Chấp Mỹ dài 80.000. C17. C18 cũng 400.000 nhá. Được, 400.000 cái giò này. Giò này gồm có một thân dài này. 2 này, 3, 4 thân. 5 thân dài cả ngày ngắn này. Đây có hai cái mầm gốc ở phía dưới này. Giò này 400.000, C18 400. Đấy, một bụi luôn nhá. Nguyên một bụi to luôn. 400.000 này. C15 300.000. Giò này gồm có 3 thân thôi. Đấy, nhiều thân, 3 thân. Mập đẹp. 300.000, 100.000 một thân này. Tiếp theo là C20. 370.000.
2, 4, 5 thân dài. 5 thân dài của 370 ạ. À? Chưa đến 80.000 một thân. C21 330. 3 thân dài này. Đang đi ngọn rất là khỏe. Chỉ có những cái mầm gốc ở phía dưới em chưa tính ạ. 330 C21. C22 370. 1 2 3 4 5 thân. 1 thân nhỏ này, 2 thân nhỏ này. 1 2 3 4 thân dài. 4 thân dài có 2 thân thân ngọn này, có 2 thân đi ngọn và đâu có 2 mầm gốc ở dưới đang đi này. Đấy. Giò này em bán với giá là 370.000 C22 nhá. 370. C23 cũng 370. Giò này đi ngọn rất là đẹp này. 2 này, 3 này, 4 thân đẹp này. Và có 1 này. 2 thân thắt ngọn. Tức là có 2 thân thắt ngọn, có cả khi trên thân đây này. Và đây là 4 thân đang đi ngọn đẹp chưa? 370 C23. C24 cũng 370.000. 1 2 3 4 thân. Dài đẹp đang đi ngọn. Lô này chất và rẻ nhá. Rất là nhiều thân và rẻ. 370. C25 360. 1 2 3 4 5 6 thân. 360.000, nó ngắn hơn một chút xíu. Đấy, cái lô này quá là đỉnh luôn nha các bác nhá. Cả chóp vĩ, cả năm cái trắng hậu hồng đều là những cái lô hàng rất là rẻ. Các bác ưng mặt hàng nào, chốt hình nào thì đọc đúng mã hình cho em ạ. Tiếp tục lại lên cho mọi người những cái mã 5 cánh trắng hậu hồng giá rẻ, hàng chơi Tết nhé các bác nhé. Hàng này thì nhà em bán mọi người là giá bao thị trường, về độ đẹp, độ của cây này. Thứ hai về độ chắc cây và độ săn về lá nha các bác nhé. Hàng ươm ki 100% là hàng ươm ki nên là hàng chuẩn hoa. 5 cánh trắng hậu hồng này thì bình thường nếu như bây giờ các bác mua hàng giống thì ngoài thị trường đang bán cho mọi người những cốc giống tầm cao, tầm một gang tay trở đi, với giá thấp nhất từ 100 đến 150 một thân. Đấy, hôm nay chậu nhà em thì sẽ dao động từ tầm khoảng 2 đến 5, 6, 7 thân cũng có nhé. Và giá thành cực kỳ là rẻ. Các bác sẽ theo dõi cho em chi tiết từng chậu. Giá thành cây những cái thân cao này là thân để chơi Tết mà cũng chưa đến 100.000 một thân. Giá rẻ và rất là hấp dẫn. Và số lượng hôm nay nhà em về rất là nhiều. Em sẽ đánh theo từng mã. Các bác ưng mã nào đọc đúng mã hình cho em nhé. Hàng này hàng cây của nó rất là mướt và đẹp luôn. Cây cứng cáp. Những cái cây trồng gốc giống thì cây của nó thường nó sẽ nhỏ tuổi và nó chưa đủ độ tuổi để các bác chơi hoa. Còn hàng này chơi hoa Tết thoải mái nhất. Em ký hiệu là mã số 1, H1 nhé. H1 gồm 3 thân này. Đây ạ. Một thân dài rất là lực khỏe này. Thân thứ 2 ngắn hơn, thân thứ 3. Đây ạ. Chiều dài thân thấp nhất nó phải rơi tầm hơn gang của em rồi. Còn thậm chí thân này còn hơn 2 gang cơ. Cây này em bán là 280, chưa đến 100.000 một thân. Đấy, giá này giá nào rẻ hơn được bằng đúng không ạ? Đấy, một chậu đẹp như vậy này, về các bác cố định bằng que nhé. Thân này thân nó dài quá, đấy, lá đẹp chưa? H2, H2 là một giò siêu nhiều thân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thân cơ. 7 thân trong một cái H2 này và chiều dài thân thấp nhất từ một gang tay trở đi. Và nếu mà nhân ra giá thấp nhất 100.000 một thân thì giò này phải đáng giá là 700.000 đúng không ạ? Nhưng em bán chỉ có 430.000 thôi. Mua hàng chậu nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều so với việc các bác mua thân lẻ nhé. 430, H2, H3, giò này 350.000, 5 thân, 1, 2, 3, 4, 5. Cái lô giá rẻ này các bác nhanh tay chốt sớm nhé. Bởi vì nhiều có những cái lô về ấy, chỉ nhập được một số vườn người ta bán rẻ bán đẹp thôi. Tết các bác mua một thân 250, giờ mua 350 được tận 5 thân. Quá rẻ đẹp luôn ạ. H3, 350. H4, 310.000 đồng. 1 này, 2, 3, 4 thân, 4 thân nhé. 4 thân với giá 310.000 đồng. Cực kỳ là rẻ đẹp. Đấy, đây ạ, đây là H3. Cái này về là nó đang túm tụm vào nhau. Về các bác tách ra. Đấy, cây của nó sẽ phát triển khỏe đẹp hơn. H5, giò này gồm có 2 thân thôi. Nhưng mà 2 thân rất là to và dài. Đây sẽ cho mọi người xem này. Bản lá to, cây to, cao, xếp đẹp. 290.000 2 thân. Chưa đến 150 một thân dài nhé. Thân rất là dài đẹp này. 290.000, đây là H5. H6 350.000. Gồm 5 thân. 75 35 tính ra 70.000 một ki nhá bác nhá. 70.000 một ki, thấp nhất từ một gang tay trở lên. Giá siêu mềm mại luôn. Đấy, lô này giá rẻ các bác không chơi thì hơi phí luôn nhá các bác nhá. Mã H6. Mã H7 330 này. Gồm có 1 thân này, dài đẹp này. Đây là mã H7 330, cho nó nằm xuống cho mọi người xem nhé. 330.000, 4 thân. Đẹp chưa? Thấp nhất một gang tay, hơn gang tay và thậm chí những thân dài 2 gang tay. 330.000, 4 thân. Lô hôm nay thì quá là rẻ và đẹp. H8, 360.000. 2, 5 thân. 360.000.
mã H8. Đấy, đều nhau. Mã H9 380.000 năm thân. Dài đẹp này. 380.000. Đấy. Chưa đến 80.000 một thân. Mã H10 330.000 năm thân. Ngắn hơn một chút xíu thì em bán 330. Ngắn thực ra nó cũng từ một gang tay rồi. Đấy. H11 360.000. 2 4 5 thân, cũng 5 thân. Cả dài cả ngắn này. Cái này là mặt rẽ ra thì các bác nhìn cái độ đẹp của cây, đẹp lắm ạ. H11 360. H12 310.000 đồng. 2 4 thân. 310.000 đồng 4 thân. H13 373 thân. 3 thân này thì rất là to đẹp luôn, mỹ mãn luôn. Cao dài luôn. Đấy. Đây đo cái thân dài nhất cho mọi người. Mập lắm, thân này mập lắm. 1 này, 2 này. Dài nhất rơi tầm 3 găng tay, hơn 3 găng tay. Thân mập đi ngọn, 370.000. H13 370. H14 280.000. Đấy ạ, 3 thân nhé, đẹp chưa? 208 thôi, chưa đến 100.000 một thân dài. Và H15 cũng 280.000. Tất cả những cái mã này em đánh giá với mọi người so với giá thị trường các bác mua không thể có luôn. Nếu các bác mua cái hàng cây nhỏ, giá thành nó vừa đắt hơn mà cây nó chưa chắc độ cứng cáp và nó sẽ khỏe đẹp như cái giỏ hàng chậu này. Đấy, em giao lưu tạm thời các bác 15 chậu giá rẻ. Và các bác có nhu cầu thì bên em, nhà em, vườn em vẫn rất là còn nhiều nhé.